lên trời má ơi. Nè nấm nè, chị hai có con trai không? Có gì viên cơm á. Cơm thì chị hai để đây. Con ngồi xích qua đúng không? Con ghế để bên kia. Ở dưới để chặt. Hai con ăn lẹ, hồi có cha có rước rước nha. Dạ. Để hồi cha rước mà chưa ăn xong nó bụng à. Con ai mà để đây ra tại. Tự nhiên sang đấu dắt về nói không? Nói em con của vợ bé ảnh, trời ơi. Không con... kẹt làm hết hồn. Coi chừng vậy đó. Bên hai không chăn canh hả con? Ngồi xích bánh chút bờ kia. Em mát. Để ngồi đâu vậy? Em ngồi bển, ngồi kế sang bển nè. Ngồi dây gấp là ăn được không? Được, gấp tối nè. Bên ăn thịt canh không? Ăn. Dán ăn nha. Ăn đã nhiều nhiều vô. Cha chưa về. Không phải, xe chở dừa. Có mắm, mắm kho nè. Mắm kho gì kho nè, mắm kho nè, với cá biển chiên, thịt kho nè. Tính làm cho tiêu, không phải phải tài. Cho chú Sang ăn nè mà. Chú Sang chai rồi. Chú Thường Thương nè. Dạ. Để con ăn đợi. Đợi hai đứa đi. Ở đâu? Hai đứa con ở đâu? Dạ ở bên kia. Đúng rồi. Bên kia rồi. Theo chú Sang về đây luôn hả? Theo chú Sang về chơi hả? Đúng rồi. Thì lết cho chạy ngang cho nước hả? Đúng rồi. Ăn no đi nha, ăn no, ăn no đi chứ để đói á. Rồi cha chở đi dạ. Tới bụng. Dễ cá ăn đại. Ăn cá biển chiên không? Dạ. Ăn đại đi, gì nấu thấy ngon không? Không thích ăn cá biển chiên hả? Thích ăn cá canh hả? Không thích được. Ngắp lại ăn đi con. Chỉ mưa quá trời, ăn lẹ đi. Ăn lẹ chỉ mưa quá trời nè. Để gì gắp cá cho nè, cái thường xương nha. Mắm kho. Ừ. Ừ. Rớt rớt cá nè. Rớt cá ăn đi. Ê. Con tên gì quên nữa rồi. Bơm dăm rồi. Bảo hả? Ừ, đúng rồi. Hà Bảo. Bơm rẻ rồi dùm xương. Đốm. Cái mẹ thằng Bin. Rẻ rồi dùm xương nha con. Dùm xương nha Bin. Dạ. Gấp đại ăn. Cá biển không Nguyên? Mày vẽ cá biển cho anh. Đưa bà bới cho. Đưa bà bới cho. Còn có xương hay ngon nha. Dạ. Coi như nhà đừng có... Mẹ con làm cái gì? Mẹ con làm ở trên thành phố. Mẹ làm phố hả? Đầu y tế. Vậy cha bằng hồ hả? Cha bằng hồ thì lâu lâu chở con đi lên cảnh thăm mẹ hả? Đúng rồi. Bảo đưa bà bới cho. Lát cha ghé chở đi ăn no đi. Con ăn miếng đó đi. Cái gì ăn gì con miếng vậy? Rồi cha chở giờ dọc đường nó bụng sao? Để đói làm sao? Dạ. Bới thêm miếng nữa đi con. Bới hơn miếng còn cá ăn thịt kho nữa. Không có bới nhiều. Ăn lại đi đừng. Thế ăn hôm nay ăn cơm ngoài ăn cơm nhà vợ nấu ngon không? Bởi cũng vợ nấu mà mày vợ ta. Tào lao nữa khùng ghê. Vợ ta nấu ngon hơn vợ nhà. Vợ chắc vợ ta nấu ngon hơn vợ nhà. Ngon không? Dễ cá còn bên cá không nói năm cá này không dễ nữa. Cá này không sao vậy? Cái con anh nữa. Nè cá này nè nó ăn cá này dễ. Hai đứa ăn cá nào? Còn ăn cá này không? Nè nó ăn cái này nè. Này nè. Coi chừng xương nhiều. Cái này sao xương không? Nè con dễ. Ừ dễ đó đó. Cho bên hả mát? Ừ. Rồi thì chết mưa rồi. Không biết nghỉ mưa. Rồi chưa? Mẹ mưa rồi. Mưa. Chưa mưa. Có xương nhảy ra nè con. Nha. Có xương lồi ra nha. Đó mỡ ra biết mà. Mỡ ra dễ biết mà. Để nó thương ha. Nấm kho được không mắt? Nấm kho. Ăn không? Con kho ăn được không? Không con ăn được không? Ăn được không? Con ăn này được không? Con ăn cái luộc cá không? Ngon béo lắm. Đúng không? Ngon. Chưa ăn chưa mưa lớn hơn không? Ăn lẹ đi. Thôi ăn không? Ừ. Thì ăn mắm rồi. Con mắm mà mắm kho. Ừ. Ăn cá rồi với lại. Gấp cá, gấp lại. Cá không gấp cá ăn đi. Ăn gấp luôn rồi nè. Gấp miếng xương ra. Đây. Ăn xéo xương nha. Xương mất cổ. Xương.
Ông múc ra ông chấm rồi xong má chấm. Cơm chị Liễu nấu ngon rồi. Bình phải ăn cơm mà gốc nấu á. Bút nấu ngon con. Dạ ngon. Ngon ha. Đổ được không? Hai lấy muỗng ăn con. Con đổ được không? Được. À, bưng lên già vô mới được chứ. Con cây khác vô để nó rớt ngoài. Hai đứa ăn cho no nha, để hầu đi dọc đường rồi cha chở đói bụng nè. Hộp cơm nhúm miệng cho. Không ăn nữa hả? Không nữa rồi. Dạ không. Không ngon không? Ngại hả vậy trời? Không. Đây. Đi học ráng học nha, không có ham chơi, chơi game được nha. Ráng học nữa có tiền lo cho cha mẹ. Rồi, ổng có nói chuyện nào ổng ghé không? Không. Không nói hả? Thì nó ở chơi đi, chừng nào ghé rút. Làm hôm nay về lãnh lương chưa? Gì? Ăn hết rồi. Mình mày ăn gì lẽ vậy? Sao? Không đem ăn về bà về bà mượn sao? Tôi vợ hả? Tao chưa mượn hết á. Cũng tính mượn mà nói vậy là sao mà mượn? Tiếng Việt cái cũng mượn à. Hôm nay thất nghiệp đâu có làm đâu. Ừ đó. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Ngồi dưới bóng cây. Chưa, còn hết. Mưa rồi, mưa rồi. Mưa dưới bóng cây không xa. Ở trên đó có cái gì? Hai trứng rồi. Đâu thấy? Hai nữa. Hai, hai cái gì mờ chứ chắc. Đâu có, tại ba cái cây đóng rồi. Thôi, tạnh quá. Mưa rồi, mưa nhiều rồi nhỉ. Ăn được không? Lấy muỗng múc ăn con. Lấy ăn cơm xong quẳng mé cây sang. Chút mé cây. Tét hả mày? Múc mày mướn cơm chị hai. Hỏi thiệt đó, có tiền không cho mượn vài triệu ơi. Canh còn dưới nhưng sao? Chị hai hỏi kìa, có tiền không cho chị hai mượn vài triệu không xài? Có anh đích không? Không lẽ làm hôm nay mấy tháng nay nuôi ai hết rồi? Nuôi gái rồi. Cho bà này bà kia hết trơn rồi. Mày mày dám mấy bà ơi, mày nói rầm bậy rầm lát rầm rầm nữa. Thôi tao mệt. Mày dám mấy bà cho Liễu xé xác mày ra. Ngon quá. Con ăn canh không? Múc canh đi. Thích ăn canh chua ha. Mình đắng nó ăn canh chua nè. Đụm cơm lên con, đổ quá. Thích nè. Bảo ăn ít vậy? Để xích nhau. Ăn ít hàng chi ấm nhôm. Còn còn thắng ta có da có thịt. Da về. Ngoại về. Đâu chạy rồi. Không ngoại về kìa biết. Còn mày chó bắp rồi sao đi qua đây được. Trời ơi cha thấy anh về chắc sang mừng vui lắm. Chạy ra lấy phụ cha kìa. Chạy lấy phụ xe cỏ cha rồi. Dướng bắp đi à, sao mình cuốn qua rồi. Ăn đi, dạ cái gì? Dạ hái gì, chanh hay gì? Bầu. Bầu non rồi, nãy giờ nó. Ôi, nay mạnh dữ ta. Bầu non. Sao mà ngồi hết nhau ra thiên nó bắt nổi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cha tắm rửa vô cơm luôn vậy? Dạ. Ăn đi. Má mượn cái gì nữa dạ? Ủa nãy giờ bà ngồi đó đâu, bà hỏi tiền đâu ra đưa. Không có đưa bà nha. Cái tiền của tôi đã mượn chưa trả nữa, giờ mượn có ông nữa thì tiền nào trả. Không có đưa bà hả? Nghe không? Ừ. Có tiền đâu đưa mà đưa. Nhỏ nhỏ, ngồi ơi bà nghe giờ. Tiền nó mượn chưa trả ngay đó mà mượn ông nữa. Thì mệt rồi. Nói không có mặn tỉnh ngay thì mượn tiền nó xài. Ăn những thắng cạp thì không có gì mà mượn mới trả tôi cũng không nói nữa. Mượn mà không trả. Tiền mượn tiền nó tết tới nay chưa trả luôn. À,
Thôi cho ăn rồi được rồi. Vô cơm đi xíu coi múc ra cho ăn nữa. Này bỏ đây. Mượn tiền. Hôm nay làm không lẽ không có tiền hay đưa về đưa cho con Liễu hết trơn mà hỏi mượn không có đồng nào hết trơn. Dạ người ta đưa chứ sao không lẽ mình về đưa cho mày hả? Không phải đưa con mà con hỏi mượn cũng không có hả? Mày mượn làm gì nữa? Mày hôm nay ở đây không có làm nữa có tiền. Thất nghiệp á. Lát mày hỏi vợ thằng Phan á. Hỏi gì ma? Mày hỏi gì? Hỏi gì? Cái gì? Hỏi gì? Chị hai nói tính mượn tụi bay ít trăm ngàn xài đỡ rồi mốt nó bằng có tiền. Ba có mượn ít trăm ngàn lắm. Mày sang giá nhật cũng gì vậy có đâu đổ tiền cho nhiều mượn nhiều. Chứ hôm nay nó công làm lẽ nó nuôi gái hết tần. Thất nghiệp nó không có mày. Không có trăm ngàn mà ngồi đổ xăng đi lấy luôn đi. Làm hôm nay làm ở bánh biết bao nhiêu lâu mà không có tiền hả? Làm nó có ăn uống này kia chơi bời xuống tôi làm không cấm đầu làm. Làm không nuôi vợ nuôi mẹ mà ở chơi bời. Nhiều tuổi rồi. Nhiều tuổi cũng phải chơi chứ. Ôi chắc tính cũng ăn uống cà phê đổ bánh rồi. Chắc quánh bài ai cũng quánh bài tập đích nữa gì. Làm lo làm á cầu bạc. Ngon cơm ngon hắn. Ngon. Miếng bên kia là ăn rẻ miếng bên kia này là miếng này luôn rẻ nhúm bỏ ăn nữa con dạ không sợ để cho mẹ ăn rẻ cái miếng đó nó còn miếng gì canh bỏ rồi nó quên nữa sao ăn làm gì ăn chay luôn rồi bạn có nhỏ nào nó có đồ chay ngon hay giờ ăn chay luôn rồi bởi có giờ bạn nấu ăn ngon. Nói vừa đồng bè hỏi cái thằng với con này con kia. Chứ mày đi mấy tháng mà không về thăm vợ mày. Mày cho thằng Biên phải không? Cho thằng Biên vậy đưa bà cho bà mượn á. Chứ như đây cũng đâu có đủ xài gì đâu. Chứ còn như đó nè, cậu Út cho con nè con. Ủa không có cho đâu, trả đây chứ đâu. Trời đất ơi, cậu Út mà tính toán với cháu hả? Cháu với con nữa. Cháu ruột á, kêu bằng cậu á. Cậu lâu lâu đi làm về cho cháu 100 ngàn. Tiền có sao mà qua. Mày bỏ túi coi. Cốt cho con đó. Đây. Mua bánh nè. Cốt cho con đó. Đây. Mua bánh nè. Nói gì cũng bỏ túi nữa. Tóm ăn đấy hả? Đồng tiền vô tay rồi mình không thể lấy ra. No chưa? No nè, coi như ở nhà không có gì hết á. Bình thường. Có ngày hết sáng rồi. Ngon không? Ngon. Ngon. Tự nhiên bà mang ăn cơm cũng ngon nữa. 100 ngàn lá con để dành con đi học nha Biên. Để dành nữa thì tóm tiền học phí nha. Dành giữ chuyện mẹ lại á. Thấy chứ hồi vô phòng việc lại á. Thầm mốt cho đó. Sớm nữa giờ con về mốt chưa cho tiền đây. Sẵn rồi mới giúp cho luôn á. Ngon. Con nấm này cũng ngon. Nấu về ăn cũng ngon rồi. Chứ ăn đồ chả chả rồi ngán. Nó hủ ăn hoài không ngán. Chả chuyển mưa hay gì ta giờ hết mưa rồi nãy mưa chuyển quá ăn hủ không ướp muối rồi chiên ừ không ăn vậy ăn không cũng hồi ướp chả chiên mặn mặn hôm nay bả làm ăn cái tương chấm đậu hủ hay không hả ừ nay ấm nhách ấm nhơm mà nay mặt giờ hát luôn đen hồi lùi luôn trời mai mua gì tẩm bổ cho nó đi sao tự nhiên có chất làm sớm con hỏi ảnh sao trời trong đây ông giá gì hả cái ông ấy còn hỏi giá gì vậy cái ông là giá của ông giờ hỏi làm chi nó coi anh nói chuyện kỳ cục vậy nói ông giá gì mà ông ăn chay cái ông nói đó là giá của tôi bà hỏi làm chi dù gì vừa đúng 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 kìa
Rồi cha bỏ hai đứa con rồi. Nè lấy cái muỗng mình tém đi con. Nè, cái muỗng dễ cá ra coi có nạc không cho bỏ vô cho em. Chung xuống nha Bin. Dạ thôi. Cá nữa thôi. Cài lắm. Đâu cài lắm rồi. Cài hơi gấp thịt anh. Gấp thịt bỏ nữa. Dạ. Đây cho bỏ vô nữa luôn. Sáng giờ phải đi ruộng mới kiếm giống ôn gì á. Xong về ăn. Ăn xong giờ hay gì rửa đi, không rửa. Sáng giờ tôi quần mê tôi nấu, bây giờ cũng tôi rửa luôn. Lâu chồng ta về chơi không được, bây giờ ta chơi với chồng nữa. Giờ bắt tôi ta xa cách như ngu lan chức nữ vậy á. Giờ không chịu rửa chén, bắt tôi rửa. Chị mệt quá, giờ chị vô chị nằm. Em rửa chị nghe. Bực mình. Nay nấu đồ ăn sao không ăn được miếng nữa. Bả ăn không. Cá biển canh chua điều hồng là bả ăn không. Chồng tôi ăn chay không ăn được miếng nào hết. Tức cho mình. Chén tộn mì mê. Muốn ăn miếng dùa hết mẹ cho đầu chứ. Ăn xong quăng, ăn xong quăng. Thôi nãy ăn xong mới mưa. Chứ thôi mưa đang ăn mưa ngắp gió luôn. Nhà nguyên nhà trống vui vẻ lắm. Tự nhiên 100.000 của người ta cái lấy là cho cháu. Cháu bữa nào có tiền ta cho á. Giờ lấy đưa mượn. Sống xin chồng á, chồng cho tiền ăn. Giờ mượn chồng tôi. Đưa tôi có 2 triệu rưỡi. Bà lấy hết 100.000 mẹ này. Mình ôi cái nồi nước sâu ở trọng nó bực mình quá. Nóng sâu nó muốn cà phê mà giờ chưa sao. Cái gì nó rần rần. Cái gì má bá đang rần rần trống. Bên nhắc sâu vậy đó.